Chào mừng các em đã đến với khóa học toán lớp 12 trên trang olm.vn Bài học hôm nay của chúng ta lại tiếp tục với những nội dung của thể tích các khối đa diện Và sau những công thức trực tiếp để ta có thể tính được thể tích của các khối chóp cũng như các khối lăng trụ Thì ngày hôm nay thầy sẽ giới thiệu thêm các phương pháp để chúng ta tính gián tiếp thể tích của các khối đa diện này Trước khi đi vào bài mới, thầy có một câu hỏi dành cho các em thầy có một chiếc cốc hình lăng trụ đều như thế này đáy chiếc cốc là một hình vuông thầy đổ đầy nước vào trong chiếc cốc này với chiếc cốc đầy nước này các em không dùng thêm bất kỳ một dụng cụ nào mà vẫn giữ lại cho thầy lượng nước trong cốc đúng bằng một nửa lượng nước ban đầu với câu hỏi vui này thầy có một cách giải quyết nghiêng chiếc cốc sao cho mực nước trong cốc sẽ chạm vào đáy và miệng cốc như hình minh họa. Khi đó, lượng nước còn lại sẽ bằng một nửa lượng nước ban đầu. Và tỷ số thể tích chính là nội dung chính trong bài học của chúng ta ngày hôm nay. Ngoài ra, liệu tổng lượng nước đổ đi và lượng nước còn lại trong cốc có bằng 500ml ban đầu hay không? Câu hỏi đó sẽ được trả lời trong bài học của chúng ta ngày hôm nay. Tỷ số thể tích và đi ngay vào nội dung chính của bài học. Thầy có một hình chóp SABC với A phẩy B phẩy C phẩy lần lượt thuộc vào các cạnh SA, SB, SC. Khi đó, nối A phẩy B phẩy C phẩy ta có được hai khối chóp là S A phẩy B phẩy C phẩy và SABC. Khi đó, tỉ số thể tích của hai khối chóp này sẽ có công thức tính như sau. Đầu tiên là SA phẩy chia cho SA. S, A. S A' và A là ba điểm thẳng hàng. SA' là cạnh bên thứ nhất của khối chóp tam giác SA'B'C'. Tương ứng với SA là cạnh bên thứ nhất của khối chóp SABC. Tiếp theo, với các cạnh bên SB' của khối chóp trên tử và SB của khối chóp dưới mẫu, ta cũng có SB' và B là các điểm thẳng hàng và cuối cùng là cạnh bên cuối cùng của khối chóp SA'B'C' là SC' chia cho cạnh bên cuối cùng của khối chóp SABC là SC. Tích của ba tỷ số này sẽ bằng tỉ số thể tích của khối chóp SA'B'C' chia cho thể tích của khối chóp SABC. Các em chú ý. Khối chóp tam giác có ba cạnh bên thì tương ứng với 3 tỷ số. Và thứ tự, SA phẩy phải tương ứng với SA. SA phẩy và A thẳng hàng. Khi đó, ta có công thức tính tỷ số thể tích của hai khối chóp này. Lát nữa ta sẽ đi chứng minh cho công thức này. Còn bây giờ các em phải chú ý, công thức này chỉ áp dụng cho khối chóp mà có đáy là tam giác. Như vậy, Ta có công thức đầu tiên, tỉ số thể tích cho khối chóp có đáy là tam giác. Còn với các khối đa diện bất kỳ thì ta sẽ có các công thức tính tỉ số thể tích. Ở đây thầy có khối chóp S-A-B-C-D với mặt phẳng SAC chia khối chóp này thành hai phần. Phần đầu tiên, điểm B' phải kết hợp với các điểm S-A-C cho ta khối chóp s a b c và phần còn lại là d kết hợp với ba điểm s a c cho ta khối chóp thứ hai là s a c d thì các em chú ý vào trong mặt đáy khoảng cách từ s cho đến mặt phẳng đáy thầy gọi là sh các em có nhận xét gì về chiều cao của hai khối chóp s a b c và s a c d so với độ dài đoạn sh chiều cao của cả hai khối chóp này sẽ đều bằng SH nên trường hợp đầu tiên là các khối đa diện có cùng chiều cao. Khi đó tỉ số thể tích của hai khối đa diện này sẽ như sau. Các em áp dụng đúng công thức tính thể tích của khối chóp này và cho thầy biết khẳng định nào sau đây là một khẳng định đúng. Như vậy, thể tích của SABC sẽ bằng 1 phần 3 SH là chiều cao nhân với diện tích đáy là diện tích tam giác ABC. Tương tự, thể tích của khối chóp SACD sẽ bằng 1 phần 3 SH nhân với diện tích tam giác ACD. Và quan sát ở đây, 1 phần 3 với 1 phần 3 chúng ta có thể rút gọn. Tương tự SH với SH. Do đó, tỷ số thể tích của hai khối chóp này sẽ quay về bằng tỷ số diện tích của hai đáy, diện tích tam giác ABC chia cho diện tích của tam giác ACD đó chính là trường hợp mà các khối đa diện có cùng chiều cao. Cùng chiều cao rồi, tiếp theo chúng ta sẽ có trường hợp mà có cùng diện tích đáy. Ở đây thầy có hình chóp SABCD. Một điểm P nằm trên cạnh SD sẽ cho ta hai khối chóp SABCD và PABCD. Hai khối chóp này thì có cùng diện tích đáy. Còn về chiều cao, các em chú ý vào hình ảnh bên phía tay phải đỉnh S và đỉnh P tương ứng thầy hạ các chiều cao SH của khối chóp SABCD và PK của khối chóp PABCD. Tỉ số thể tích của hai khối đa diện PABCD với SABCD chúng ta sẽ sử dụng công thức thể tích. Trên tử là 1 phần 3 diện tích của ABCD nhân với SH. Còn dưới mẫu thì bằng 1 phần 3 diện tích ABCD nhân với chiều cao PK. Chúng ta có thể rút gọn được 1 phần 3 với 1 phần 3 diện tích của tam giác ABCD. Cho nên, tỷ số này sẽ bằng độ dài chiều cao SH chia cho độ dài chiều cao PK. Thêm nữa, SH song song với PK, ta có thể thấy SHPK là các điểm đồng phẳng. Tổng kết lại, ta đã có các cách tính tỷ số thể tích như sau. Đầu tiên là với khối chóp có đáy là tam giác. Thứ hai là với các khối đa diện mà có cùng chiều cao cũng như cùng diện tích đáy. Vậy, với những khối đa diện mà không cùng chiều cao, không cùng diện tích đáy, chúng ta có cách nào để tính tỷ số thể tích hay không? Đó chính là nội dung của phần thứ ba chúng ta đi chứng minh cho công thức tỉ số thể tích này. Trên hình vẽ, thầy sẽ lấy thêm H và K là hình chiếu vuông góc của A phẩy và A lên mặt phẳng SBC. Thì ta sẽ thấy ngay A phẩy H và AK song song. Nên các điểm S, H, K, A và A phẩy là đồng phẳng. Cho nên các điểm H, S và K sẽ cùng nằm trên giao tuyến của hai mặt phẳng SBC và ASK. Có ba điểm này thẳng hàng. Có A'H song song với AK. Thì các em hoàn toàn chứng minh được tam giác SA'H và tam giác SAK là hai tam giác đồng dạng. Theo trường hợp góc góc. Từ đây ta sẽ suy ra được tỉ số các cạnh tương ứng là SA' chia cho SA sẽ phải bằng A'H chia cho AK. Bây giờ khối chóp A'S B'C các em chú ý, lúc này thầy coi A phẩy là đỉnh tương ứng với khối chóp A S, B C với đỉnh A. Thì theo công thức, trên tử ta sẽ có 1 phần 3 diện tích tam giác S'B'C' B phẩy C phẩy nhân với chiều cao là A H, tương tự cho dưới mẫu. Thì 1 phần 3 và 1 phần 3 hoàn toàn có thể rút gọn, cho nên tỷ số này sẽ bằng diện tích của tam giác sbc nhân với độ dài sa chia cho diện tích tam giác sbc nhân với độ dài sa ở đây a h chia cho ak thầy thay bằng sa chia cho sa tới đây xuất hiện tỷ số diện tích của hai tam giác thì chúng ta có cách giải quyết cho tỷ số diện tích này như sau các em chú ý diện tích của tam giác khi này ta sẽ tính theo công thức. 1 phần 2 cạnh SB phẩy nhân cạnh SC phẩy nhân sin của góc xen giữa chính là góc B phẩy SC phẩy. Tương tự, diện tích của tam giác SBC khi đó bằng 1 phần 2 SB nhân SC và nhân sin góc xen giữa là góc S. 1 phần 2, 1 phần 2 rút gọn. Sin góc S chúng ta rút gọn. Cho nên kết quả sẽ bằng SB phẩy nhân SC phẩy chia cho SB nhân với SC và thay trở lại công thức tỉ số thể tích. Ta sẽ thay tỉ số này và kết quả là SA phẩy nhân SB phẩy nhân SC phẩy trên tử. Dưới mẫu là SA nhân SB nhân SC. Thể tích của khối chóp A phẩy SB phẩy C phẩy và thể tích của khối chóp A phẩy B phẩy C phải là 1, chúng ta chỉ thay đổi đỉnh mà thôi. Do đó, công thức tỷ số thể tích của chúng ta đã được chứng minh. Vận dụng những nội dung này, ta sẽ đi vào các ví dụ cụ thể. Hỏi chấm 1, thay có một khối bạc nguyên chất dạng khối tứ diện có thể tích 12 cm khối. Ở đây trên các cạnh của khối bạc, ta sẽ lấy các trung điểm và cắt bằng một mặt phẳng đi qua các trung điểm đó sẽ chia khối bạc thành hai phần. Phần thứ nhất và phần thứ hai, thầy gọi phần nhỏ là phần H và phần lớn này là phần K. Yêu cầu của bài toán là tính thể tích của khối bạc H. Thì khối bạc H chúng ta sẽ có hình ảnh như sau. Thầy đặt tên khối bạc nguyên chất ban đầu là SABC. Khi đó, lấy các trung điểm A', B', C' lần lượt của SA, SB SC thì mặt phẳng cắt chính là mặt phẳng A phẩy B phẩy C phẩy và khối bạc H phẩy chính là khối chóp S A phẩy B phẩy C phẩy. Thể tích của khối SABC chúng ta đã biết thì khi sử dụng công thức tỉ số thể tích mẫu số đã biết tử số chúng ta hoàn toàn có thể tính được và các em cho thấy biết tỉ số này sẽ bằng với biểu thức nào trong các biểu thức sau đây s a và a thẳng hàng s a là cạnh bên của khối chóp s a b c tương ứng với cạnh bên s a của khối chóp s abc tương tự với s b b và s c c ta sẽ có tỷ số này bằng s a chia a nhân s b chia s b và nhân c chia s c, chi, s, c. A', B', C' lần lượt là trung điểm của các cạnh bên. Do đó, SA' chia SA sẽ chính bằng 1 phần 2 và SB' trên SB cũng bằng 1 phần 2. SC' trên SC cũng bằng 1 phần 2. Tích của ba tỷ số này cho ta tỷ số thể tích của hai khối đa diện sẽ bằng 1 phần 8. Biết thể tích của SABC bằng 12cm khối. Ta tính được thể tích của khối bạc H sẽ là 1 phần 8 nhân với 12 bằng 1,5 cm khối. Đó là cách để chúng ta áp dụng tỷ số thể tích cho các bài toán tính gián tiếp thể tích.